nhiều khi kiếm đâu cô tinh trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Điều anh mong đưa ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes or no, yes or no. Chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau. Trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp khi ta còn đôi. Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Riêng em mãi thôi.